Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7-855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay, và thưa quý vị, vẫn tiếp tục liên quan đến cái việc mà đề cử về chức vụ của bà thẩm phán Ginsburg, thì chỉ trong vòng có 2 ngày qua thôi, truyền thông bắt đầu họ truy tìm cho bằng được những cái tên nào mà có cơ hội cao là sẽ được Tổng thống Trump đề cử. Thì bây giờ đó, sơ sơ họ nói rằng họ đã có 5 cái tên, nhưng mà đứng đầu trong 5 cái tên đó là tên của một nữ thẩm phán, năm nay mới có 48 tuổi, rất là trẻ thưa quý vị. Đó là bà Amy Coney Barrett. Vào hồi tháng 11 năm 2017 đó, thì bà đã được Tổng thống Trump đề cử vào tòa kháng án liên bang số 7 ở tại Illinois. Và vì sao mà hiện nay cái tên của bà đang được truyền thông họ nhắm đến và họ tìm mọi cách để mà điều tra xem có thật sự là bà được Tổng thống Trump cho đứng đầu danh sách hay không, là bởi vì vào năm 2018 thưa quý vị, tên của bà cũng là một trong những người nằm trong cái final list để mà được đề cử thay cho ông chánh án khi đó đã về hưu, nhưng mà cuối cùng Tổng thống Trump đã chọn ông Brett Kavanaugh. Và vào cái khi đó, đó Tổng thống Trump có nói một câu là ông để dành lại bà Barrett cho bà Ginsburg, thưa quý vị. Chính vì cái câu nói đó của Tổng thống Trump mà khiến cho bây giờ truyền thông họ đã đi lục lại, và thật sự có rất nhiều những cái bằng chứng cho thấy là có thể Tổng thống Trump đang nhắm đến bà Barrett. Bởi vì khi mà năm 2018 bà được đề cử khi đó đó, là phía đảng Dân Chủ họ cũng đã phản đối vô cùng, là bởi vì họ chỉ trích là cái background của bà, là bởi vì bà là một người công giáo thuần thành thưa quý vị, và bà có rất nhiều những cái tư tưởng cũng như là khi mà viết những cái đề luận thì bà cho thấy là nếu như mà được bổ nhiệm đó thì có thể là bà sẽ phản đối lại cái việc phá thai. Chưa kể phía đảng Dân Chủ họ cũng nói rằng với cái background, cái cuộc sống riêng của bà đó, bà là thành viên của quá nhiều những cái tổ chức công giáo, rồi cuộc sống của bà nữa, cho nên là nếu một khi mà đưa bà vào thì chắc chắn cái việc mà cái án lệ Roe versus Wade sẽ bị bà bỏ đi. Cho nên bây giờ Tổng thống Trump và phía đảng Cộng Hòa họ rất là muốn đề cử bà Barrett. Tuần lễ vừa qua, giới chức kiểm tra về tài chính cũng như là Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố nếu vì lý do TikTok, một cái app ở trên máy điện thoại của trẻ em hay sử dụng, là có thể gửi các loại video ngắn và đủ thứ tin nhắn cũng tương tự như Facebook, nhưng mà TikTok thì lại được các trẻ em này, mấy chục triệu người Mỹ sử dụng, và trên khắp thế giới hiện nay là một trong những cái app mà công dụng chỉ là giải trí thôi, nhưng mà đã nâng cái tiền và tài sản của công ty ByteDance, là công ty mẹ của công ty TikTok này, lên mức khổng lồ thưa quý vị. Và Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố nếu chủ nhật mà Tổng thống Trump không đồng ý với cái liên doanh giữa Oracle, và ngày hôm nay chúng ta có biết bên cạnh Oracle còn có Walmart nữa, và cuối cùng thì họ nói rằng nếu không được chuẩn thuận thì TikTok sẽ không được phép sử dụng nữa, và yêu cầu công ty Apple, Google App, Samsung App là ngừng, không cho sử dụng loại app TikTok này. Tuy nhiên đến ngày chủ nhật thì Tổng thống Trump tuyên bố ông đồng ý với thương vụ mới. Thế thì cái ý nghĩa của cái việc đồng ý này thực sự có gây ảnh hưởng đến TikTok hay không? Thì ngày hôm nay công ty mẹ của TikTok tuyên bố, mặc dù nói là một mạng của TikTok ở Mỹ này phải bán cho, phải điều hợp liên doanh với công ty Mỹ thoát khỏi tầm kiểm soát của phía Trung Quốc, nhưng mà công ty mẹ ByteDance vào sáng ngày hôm nay tuyên bố họ vẫn giữ đến
80% tổng số mà cổ phiếu của công ty TikTok này ở Mỹ này. Và vì thế, phía Hoa Kỳ chỉ chiếm có 20% thôi, rất là nhỏ so với thực sự là có thể kiểm soát được hoạt động của công ty TikTok. Vấn đề chính hiện nay là cái quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra như vậy, liệu có ảnh hưởng đến cái hồ sơ của người dân mà bị giữ ở phía Trung Quốc hay không? Lý do, thưa quý vị, bên phía chính quyền của Tổng thống Trump lo ngại là những cái công ty nào, nhất là công ty trên mạng đó, mà hoạt động ở Mỹ này, thì cái hồ sơ riêng tư của người tiêu thụ như quý vị và chúng tôi có thể bị nắm giữ nếu như mà chúng ta sử dụng những cái app và thậm chí mua hàng điện tử của Trung Quốc nữa. Bởi vì chúng ta sử dụng thì phía Trung Quốc sẽ theo dõi và có được cái hồ sơ đó. Bên phía ByteDance và TikTok từng khẳng định là họ không hề kiểm soát những cái hồ sơ riêng mật này, họ bảo toàn tất cả hồ sơ này. Và vì thế họ, Tổng thống Trump muốn TikTok phải bán lại cho công ty Mỹ để công ty Mỹ giữ hồ sơ riêng của chúng ta. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này chưa ai biết được cái tiến trình này sẽ như thế nào. Liệu rằng TikTok có đồng ý, mặc dù họ phải bán lại một phần vì cái áp lực của phía Mỹ, nhưng bên phía nhà cầm quyền Trung Cộng có đồng ý để release, có nghĩa là giao trả các hồ sơ mà họ đã nắm trong tay từ trước đến giờ hay không. Thì cái chuyện đó, cho đến khi mà công ty Oracle và Walmart thực sự điều hành một phần mạng TikTok ở Mỹ này, chúng ta mới biết được kết quả. Ngoài TikTok thì WeChat cũng nằm trong cái tuyên bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, và hiện nay đang có những cái nỗ lực để ngăn chặn WeChat hoạt động ở Mỹ này. Một quan tòa ngày hôm nay đã chuẩn thuận lời yêu cầu của một số những người gọi là WeChat user, trong đó có những người trẻ. Họ chống lại các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ, họ tập trung lại và họ đệ đơn kiện lên tòa và yêu cầu là tòa cho phép trì hoãn cái tiến trình ngăn chặn họ được sử dụng WeChat để chờ cái quyết định thêm nữa từ tòa kháng án và thậm chí lên tới tòa tối cao pháp viện. Và phần lớn những quý vị thấy những cái nỗ lực mà tòa dưới, tức là tòa liên bang, họ nhắm vào những quan tòa nào nghiêng về cánh tả một chút xíu để chống lại những cái quyết định của phe cánh hữu, tức là bảo thủ ở phía tòa Bạch Ốc. Và phần lớn như vậy thì họ sẽ thành công hơn. Và quả nhiên như thế, với các quan tòa, đặc biệt là ở California hoặc ở New York, thường là đưa ra các phán quyết chống lại bên phía tòa Bạch Ốc nhiều hơn. Như chúng ta đã thấy, từ vấn đề mà di dân cho đến vấn đề xây dựng bức tường, vấn đề phá thai vân vân. Thì bây giờ họ nói rằng người user, những người sử dụng WeChat đó, có cái quyền, đó là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do biểu lộ, biểu cảm. Thì dựa trên một cái vấn đề hiến pháp đó, tòa liên bang ở California nói rằng chờ cho đến khi có những phán quyết của các tòa khác và trì hoãn cái quyết định không cho phép WeChat được sử dụng ở Mỹ này. Vâng, thưa quý vị, vào hôm thứ Bảy thì cơ quan EDD đã vừa tuyên bố là sẽ không nhận hồ sơ xin tiền thất nghiệp mới trong vòng 2 tuần sắp đến. Và chi tiết như thế nào thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.